Sau 2 phút thì ngứa lắm mọi người ơi, muốn gãi nhưng mà không gãi được. Cho nên là mình phải làm như thế này, nó ngứa cái xung quanh này lắm luôn này. Cuối cùng thì cũng đã có một cái video mình làm về vấn đề peel da mọi người ạ. Lý do vì sao đến tận thời điểm này mình mới lên cái video này là bởi vì mình cần phải test thử cả hai cái sản phẩm. Một cái sản phẩm thì mình đã sử dụng cách đây 3 năm rồi, nhưng mà một cái sản phẩm thì gần đây mình mới sử dụng nha mọi người. Ở trên tay mình hiện nay đang có hai sản phẩm, một sản phẩm peel da cực kỳ nổi tiếng đến từ nhà The Ordinary và một sản phẩm cũng nổi tiếng không kém đến từ nhà So Natural có tên gọi là Red Peel Tinger Serum. Thông thường thì tuần nào mình cũng sẽ peel da vào tối thứ 6 nha mọi người. Lý do vì sao mình peel da vào tối thứ 6 là mình có cả ngày thứ 7 và ngày chủ nhật ở nhà để cho cái làn da của mình nó được hồi lại, và bên cạnh đó mình tránh được ánh nắng khi mà đi ra ngoài đường ấy mọi người. Ngay trong video ngày hôm nay ấy, ngoài cái việc là review so sánh về cả hai cái sản phẩm peel da cực kỳ nổi tiếng này thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cái cách mà mình peel da tại nhà như thế nào. Nói đến peel da tại nhà thì mọi người chỉ cần hiểu một cách đơn giản và ngắn gọn, đó là một cái hình thức thay da sinh học. Cụ thể hơn nữa là chúng ta sử dụng những cái hoạt chất axit như là AHA, BHA với nồng độ cao sử dụng lên trên da để nhằm tẩy da chết hóa học ở trên da. Nó sẽ mang lại một cái làn da căng mượt, mịn màng, đỡ mụn hơn, và bên cạnh đó nó còn có công dụng rất là tốt trong cái việc đó chính là làm se khít lỗ chân lông nha mọi người. Và để peel da tại nhà ấy, thì bước đầu tiên đó chính là mọi người cần phải rửa tay thật là sạch. Bước tiếp theo chúng ta sẽ tẩy trang và rửa mặt thật là sạch sẽ. Sau khi rửa mặt xong thì mọi người để cho da mặt của mọi người thật là khô nha mọi người. Nếu như mà cái da mặt của mọi người còn ẩm mà mọi người bôi cả hai cái sản phẩm này lên ấy, thì chắc chắn là cái độ sót ở trên da nó sẽ gia tăng hơn rất là nhiều lần, và bên cạnh đó nó cũng sẽ dễ làm da của mọi người bị kích ứng hơn. Trên mặt mình hiện nay ấy, thì không có bất cứ một cái gì cả, mình đã rửa mặt rất là sạch sẽ rồi, mình chỉ đánh một chút son để lên cái video nhìn cái mặt của mình nó đỡ giống như con cá chết ấy mọi người. Sau đó ấy, thì mọi người sẽ sử dụng cái găng tay y tế bằng cao su nha mọi người. Thật ra thì mọi người dùng tay cũng được, nhưng mà kể từ khi mình sử dụng những cái sản phẩm peel da mà nếu như sử dụng bằng tay như thế này ấy, thì mình thấy rằng các cái đầu ngón tay của mình thực tế nó rất là khô. Cho nên là mình đã sử dụng cái găng tay y tế này, một phần là nó sẽ sạch sẽ hơn bởi vì trên cái da tay của chúng ta cầm nắm nhiều vật. Kể cả là khi chúng ta cầm những cái chai serum như thế này ấy, thì cái tay của chúng ta cũng đã vô tình tiếp xúc với vi khuẩn rồi, cho nên là mọi người nên sử dụng găng tay nhá. Sau khi đeo găng tay vào rồi thì bây giờ mình sẽ sử dụng cả hai cái sản phẩm này lên trên mặt cho mọi người được biết sản phẩm nào tốt hơn và có điểm khác biệt gì. Nửa mặt bên trái này thì mình sẽ sử dụng cái sản phẩm Red Peel Tinger Serum nha mọi người. Bây giờ mình sẽ cho lên trên mặt này. Nó sẽ có một cái màu đỏ tím nha mọi người. Vừa bôi lên một cái thì mọi người sẽ thấy rằng cái da mặt của mọi người thực tế nó sẽ sót ngay luôn. Và cái sản phẩm này thì mình thấy rằng nó rát hơn cái sản phẩm The Ordinary. Rát lắm mọi người ơi. Đây, bôi lên mà mình đã cảm thấy rát lắm rồi này. Cho nên là sau khi mà mọi người sử dụng cái này ấy, thì mình nghĩ rằng là mọi người nên dành ra một ngày hoặc hai ngày gì đó ở nhà, hoặc là chúng ta tránh đi ra ngoài đường ấy. Đấy, mọi người nhớ nhá, là chúng ta tránh bôi lên cái phần ở dưới mắt này này. Tuyệt đối không được bôi gần mắt nha mọi người. Đấy, và cái phần mũi này này, thì chúng ta nếu như mà cảm giác như kiểu là nó quá là châm chích ở cái phần cánh mũi thì mọi người cũng tránh bôi ở cái phần cánh mũi ra, bởi vì mình thấy rằng sử dụng những cái sản phẩm peel này lên cái phần cánh mũi của mình ấy, phần này thì nó có bị bong da nhẹ ở cái phần đấy. Châm chích lắm rồi mọi người ơi, mình đã cảm thấy cực kỳ châm chích đây rồi này. À, nếu như mà nó bị dây ra phần mắt ấy thì mọi người cứ lấy khăn ướt hoặc là mọi người lấy giấy khô mọi người lau cái phần tiếp xúc với mắt đi, bởi vì đây là axit nồng độ cao ấy thì nó sẽ có khả năng gây kích ứng da cho cái vùng mắt đấy mọi người nhá. À, ngứa châm chích và muốn gãi cực kỳ luôn ý. Mặt còn lại thì mình sẽ sử dụng cái sản phẩm The Ordinary AHA 30% BHA 2% Peeling Solution của nhà The Ordinary nha mọi người. Đây, và nó có cái màu đỏ rượu vang, đúng màu đỏ rượu vang, và nó đậm hơn cái màu của cái sản phẩm Red Peel nha mọi người. Tránh gần mắt ra nha. Rồi. Như là mình đang quên máu lên trên mặt này. Mặt bên này nữa. À! Đây thì mọi người có thể thấy là cái màu sắc của cả hai cái sản phẩm này nhìn ở bên ngoài vỏ chai thì nó khá là tương đồng, nhưng nếu như mà cho lên trên mặt thì mọi người sẽ thấy rõ ràng là cái sản phẩm The Ordinary này nó có cái màu đỏ đậm hơn, nhưng mà cái chất của nó thì lỏng hơn nha mọi người. Còn cái chất của cái sản phẩm Red Peel này ấy, thì cái màu nó không đậm bằng nhưng mà cái chất thì nó dày hơn. Cho nên là khi xoa lên trên da ấy thì mọi người sẽ thấy rằng cái sản phẩm Red Peel này ấy, nó lâu thấm hơn cái sản phẩm của nhà The Ordinary. Cái sản phẩm của nhà The Ordinary ấy, thì nó ít châm chích hơn cái sản phẩm của nhà Red Peel. Cái Red Peel bây giờ mình xoa lên mình thấy nó châm chích lắm luôn mọi người ơi. Trên bao bì của sản phẩm ấy có hướng dẫn rằng cái sản phẩm The Ordinary này mọi người chỉ peel da không quá 10 phút nha mọi người, sau đó mọi người sẽ phải rửa mặt lại bằng nước ấm.
Còn cái sản phẩm Red Pill Thinker Serum này thì mình thấy rằng hướng dẫn sử dụng cũng ghi rằng là mọi người chỉ nên lưu lại cái sản phẩm này ở trên da khoảng tầm 5 phút thôi. Cho nên cả hai cái sản phẩm này, mình nói thật với mọi người là bạn nào mà quen sử dụng acid lắm rồi ấy thì mới nên để lại ở trên da khoảng tầm 10 phút. Còn bình thường ấy là mình chỉ để lại trên da khoảng tầm 5 phút thôi là mình đi rửa mặt rồi. Thì sau khi rửa mặt xong mình vẫn thấy cái hiệu quả của nó cực kỳ rõ ràng nha mọi người. Còn nếu như mà để 10 phút ngay ngày hôm sau thôi nha mọi người, là cái khu vực hai bên cái cánh mũi này của mình nó bị bong tróc ra, nên là mình nghĩ rằng không nên để quá lâu. Sau 2 phút thì ngứa lắm mọi người, muốn gãi nhưng mà không gãi được. Cho nên là mình phải làm như thế này, nó ngứa cái xung quanh này lắm luôn này. Ngứa lắm luôn ý, cả cái phần trên trán này này. Và mọi người biết không, là cái phần ở bên cái sản phẩm Red Pill ấy thì nó ngứa và nó châm chích khá là mạnh. Còn cái sản phẩm ở bên cái The Ordinary ấy thì sau khoảng tầm 3 đến 4 phút thì cái cảm giác châm chích và ngứa nó sẽ giảm và sau đó nó sẽ chỉ hơi râm ran thôi. Còn cái sản phẩm Red Pill ấy nó ngứa nhiều hơn mọi người ạ. Nói chung là khó chịu lắm luôn ý. Mình sẽ đợi thêm khoảng tầm 3 phút nữa là mình đi rửa mặt, chứ còn nói thật với mọi người là tuần nào mình cũng sử dụng nhưng mà cái cảm giác nó vẫn thốn như vậy. Đây là sau khi mình rửa mặt xong nhá, thì mọi người có thể thấy là cái da của mình nó rất là bóng luôn nha mọi người. Nó là một cái dạng peel da mà khi sử dụng những cái sản phẩm có chứa AHA với nồng độ cao lên trên da thì chắc chắn là mọi người sẽ thấy rằng cái nền da của mọi người nó sẽ bóng như gương soi như thế này luôn. Và sau khi mọi người sử dụng những cái sản phẩm để peel da ấy, thì đây là cái khoảng thời gian cực kỳ hợp lý để đắp mặt nạ hoặc là sử dụng những cái sản phẩm phục hồi da. Mọi người lưu ý là chúng ta không nên sử dụng retinol hay là bất cứ một loại acid nào tiếp tục ở trên da, mà mọi người chỉ nên sử dụng những loại serum dưỡng ẩm phục hồi ở trên da cực kỳ nhẹ nhàng. Mình lấy ví dụ như là cái sản phẩm Hyaluronic Acid Essence của nhà Lucent Bay thì hiện nay mình đang test thử cái sản phẩm này được nửa lọ đây rồi nha mọi người. Hoặc là mọi người có thể sử dụng cái sản phẩm Hyaluronic Acid 2% cùng với B5 của nhà The Ordinary nha mọi người. Nhưng mà hiện nay thì mình đang test thử cái sản phẩm của nhà Lucent Bay, cái HA này rồi. Nên là bây giờ mình sẽ sử dụng cái sản phẩm này nhá, giống như là một loại lotion mask luôn nha mọi người. Mình sử dụng cái bông layer cotton đến từ Nhật này mà có dạng miếng to như thế này nha mọi người. Cái bông này thì mọi người có thể xé được ra nhiều miếng như thế này, thì mình sẽ cho đẫm cái sản phẩm Essence của nhà Lucent Bay này lên và sau đấy mình đắp lên những cái phần nào mình cảm thấy da của mình nó đang bị châm chích ấy mọi người. Đấy thì mọi người cứ cho trực tiếp lên trên da như thế này. Đối với những bạn nào mà các bạn lười, các bạn không có thời gian ấy thì các bạn chỉ cần là sử dụng cái những cái sản phẩm serum HA sau đấy bôi một cái loại kem dưỡng ẩm phục hồi lên trên da và sau đấy mọi người đi ngủ luôn là được. Mình đắp lên những cái phần mà mình cảm thấy nó đang khá là châm chích ấy mọi người. Mình sẽ đắp lên ở trên da như thế này trong khoảng tầm 5 phút nha mọi người. Các bạn nào các bạn mà cảm thấy ở cái phần mũi này của mọi người này mà nó quá là châm chích hoặc là mọi người cảm thấy là rửa mặt xong nó hơi đỏ lên ấy thì mọi người cần phải lưu ý, đó chính là chúng ta sẽ đắp cái phần lotion mask này lên cái phần mũi nhá. Hoặc là sau 5 phút thì mọi người sẽ gỡ cái lotion mask này ra. Mọi người xoa đều cái serum này lên trên da nha mọi người và mọi người sẽ sử dụng những cái loại kem dưỡng phục hồi da. Và hiện nay thì mình đang có cái sản phẩm Avène Sulfat nhưng mà đây là cái tip to 100ml mọi người ơi. Rồi bây giờ thì cái quá trình peel da của mình đã xong, bây giờ thì mình chỉ việc đi ngủ thôi. Sáng mai thì mọi người nhớ là chúng ta phải bôi kem chống nắng và chống nắng thật là kỹ, có thể bịt khẩu trang hay là đội mũ rộng vành, bởi vì sau cái quá trình peel da thì nó sẽ làm da của mọi người nhạy cảm hơn trước ánh sáng. Nhưng mà sau khi peel da chắc chắn mọi người sẽ thấy cái da của mọi người, cái nền da nó rất là mịn, căng, mượt và bên cạnh đó làm da của mọi người nó rất là bóng. Đây mọi người có thể thấy là. Và có một vài điều lưu ý cực kỳ quan trọng trước khi mọi người quyết định peel da tại nhà, đó chính là mọi người đừng quên là test thử ở một vùng da để xem là chúng ta có thích hợp đối với cái loại peel da đó hay không. Mọi người hãy bôi một cái lượng sản phẩm lên cái phần tiếp giáp giữa cổ và cái phần hàm của mọi người. Mình nghĩ là phần này là hợp lý nhất này. Mọi người xoa lên ở trên da, để yên như vậy sau 5 phút và rửa đi. Nếu như trong một ngày tiếp theo mà mọi người chỉ thấy hiện tượng nó hơi đỏ nhẹ lên và sau đó nó sẽ giảm thiểu cái tình trạng đỏ đi thì chắc chắn là mọi người sẽ sử dụng được cái sản phẩm peel da đó. Còn nếu như mà mọi người thấy có những cái tình trạng như sau này, đầu tiên là mọi người cảm thấy ngứa râm ran ở cái khu vực này và cái tình trạng ngứa đấy nó không thuyên giảm, bên cạnh đó là có nổi mụn nước hoặc là rộp da lên hoặc là nổi những cái nốt đỏ trên da thì chắc chắn là mọi người không phù hợp đối với cái loại peel da đó, mọi người phải ngừng sử dụng ngay nha mọi người. Bây giờ thì mình sẽ review chi tiết về cả hai cái sản phẩm này. Đầu tiên thì mình sẽ review về cái sản phẩm Red Pill Thinner Serum đến từ Hàn Quốc này nhá. Sản phẩm này thì có nồng độ AHA theo như mình tìm hiểu là khoảng tầm 20% và BHA là 0,45%. Sản phẩm này nó còn có chiết xuất từ những cái loại dâu rừng có khả năng chống oxy hóa và làm dịu da. Về cái chất của sản phẩm này thì mình thấy rằng nó đặc hơn cái sản phẩm The Ordinary và cái mùi của nó ấy. Thì mình thấy rằng cái mùi này là một cái mùi men trái cây hóa học. Về cơ bản thì mình thấy rằng cái mùi này nó không thơm nhưng mà nó cũng không làm cho mình bị khó chịu. Về ưu điểm thì đầu tiên mình nghĩ rằng đây là một cái sản phẩm peel da khá là nhẹ nhàng cho những người mới bắt đầu.
Và về công dụng chủ yếu của nó ấy, thì mình thấy rằng nó sẽ làm cái làn da của mình căng mịn hơn và làm khô cồi mụn nhanh hơn. Cái hiệu quả rõ ràng nhất ấy, đó chính là nó làm cho da của mình bóng hơn. Và bên cạnh đó, những cái lỗ chân lông ở trên cái khu vực mũi này này, mình thấy rằng nó se khít khá là rõ ràng. Về nhược điểm thì mình thấy rằng cái sản phẩm này nó có tác dụng không tốt bằng cái sản phẩm đến từ nhà The Ordinary. Sau 3 ngày sử dụng cái sản phẩm này thì mình thấy rằng cái nền da của mình nó sẽ trở về trạng thái bình thường. Và bên cạnh đó mình thấy rằng cái sản phẩm này nó không hề có công dụng đẩy mụn nha mọi người. Khi sử dụng ở trên da thì mình thấy rằng nó có làm khô cái cồi mụn của mình, nhưng mà về cái công dụng đẩy mụn và làm cho cái nền da của mọi người đỡ mụn ẩn hơn ấy, thì mình thấy rằng cái sản phẩm này gần như là nó không có công dụng đẩy mụn. Với giá là khoảng tầm trên 300.000 thì mình chấm cái sản phẩm này khoảng tầm 6.5/10 nha mọi người. Nếu như mọi người hỏi mình có mua lại không thì mình nghĩ rằng là mình sẽ không mua lại cái sản phẩm này, bởi vì mình thấy rằng nó chỉ có công dụng tức thời ở trên da, chứ còn sử dụng về lâu về dài thì mình thấy rằng cái da của mình nó không thay đổi quá nhiều. Tiếp theo đó thì mình sẽ review vào cái sản phẩm AHA 30% và BHA 2% Peeling Solution đến từ nhà The Ordinary. Sản phẩm này thì có cái màu đậm hơn cái sản phẩm Red Peel kia, nhưng mà cái kết cấu của sản phẩm thì nó lỏng hơn và nó thấm vào da tốt hơn. Nồng độ AHA và BHA ở trong cái sản phẩm này cũng cao hơn cái sản phẩm kia, nhưng mà khi sử dụng lên trên da thì mình thấy rằng nó không quá châm chích mạnh mẽ như cái sản phẩm Red Peel. Mình nghĩ rằng lý do chính là bởi vì ở trong cái sản phẩm này mình thấy rằng nó có khá là nhiều những cái chiết xuất từ thiên nhiên, lấy ví dụ như là có chiết xuất từ lô hội, có công dụng là dưỡng ẩm và làm dịu da. Bên cạnh đó trong cái sản phẩm này còn có chiết xuất từ cà rốt đại, có công dụng là chống oxy hóa làm mềm da, có panthenol là B5 và có chiết xuất từ lá và quả của cây Tasmania, là một cái cây thuộc họ lâm tiên, có công dụng là chống oxy hóa và làm dịu da. Chính vì bởi cái bảng thành phần của sản phẩm này có khá là nhiều những cái hoạt chất chống oxy hóa và làm dịu da, cho nên khi sử dụng lên trên da mọi người sẽ thấy rằng ồ, nó vẫn châm chích da, nhưng mà cái cảm giác châm chích đấy nó sẽ không duy trì quá lâu. Về cái mùi hương của sản phẩm này thì đây là một cái mùi men trái cây có vị khá là ngọt mọi người ạ, và mình cảm thấy rằng cái mùi này khá là thơm. Đầu tiên thì mình sẽ đánh giá về ưu điểm nhá. Đây là một cái sản phẩm có khả năng đẩy mụn rất là tốt luôn nha mọi người. Nhưng mà về cái hàm lượng AHA và BHA trong cái sản phẩm này mình thấy rằng nó quá là cao, cho nên mình nghĩ rằng mọi người chỉ nên sử dụng cái sản phẩm này là một lần trên một tuần thôi. Da bạn nào mà thuộc dạng quá khỏe thì các bạn mới nên sử dụng cái sản phẩm này là 2 lần trên 1 tuần. Nếu như sử dụng với tần suất nhiều hơn thì chắc chắn là nó sẽ làm cho cái làn da của mọi người bị nhạy cảm, bị quá tải, và chắc chắn nó sẽ có những hiện tượng như kiểu là bị sần da và nổi những cái mụn không nhân. Cho nên lưu ý nhá, mình nghĩ rằng cái sản phẩm này chỉ nên sử dụng là một lần trên một tuần thôi. Bên cạnh cái công dụng đẩy mụn thì cái sản phẩm này nó còn làm cái làn da của mình căng bóng và làm đồng đều màu da cực kỳ rõ ràng, nhất là đối với những cái phần thâm mụn. Thời gian đầu khi mà mình sử dụng cái sản phẩm Peel da đến từ nhà The Ordinary này ấy, thì mình thấy rằng cái da của mình nó hơi ghê mọi người ạ, bởi vì nó đẩy mụn mà. Nhưng mà nó đẩy theo cái kiểu là đẩy cái mụn cứng lên ấy, chứ nó không phải là đẩy mụn bọc. Sau khi lấy nhân mụn xong ấy, thì cái da mặt của mình nó láng lắm luôn mọi người ơi. Và cái hiệu quả căng bóng da của cái sản phẩm Peel da đến từ nhà The Ordinary này ấy, nó duy trì được trong vòng khoảng tầm từ 4 đến 5 ngày. Mọi người sẽ vẫn thấy cái da của mọi người căng bóng và mượt mà như vậy. Bên cạnh đó với giá thành cực kỳ rẻ là khoảng tầm 200 mấy cho đến 300 cho cái chai có dung tích là 30ml như thế này, mỗi tuần chỉ sử dụng một lần, thì mình phải nói thật rằng đây là một cái sản phẩm cực kỳ ngon bổ rẻ. Chỉ có đúng một cái nhược điểm duy nhất thôi, đó chính là đối với những bạn nào mới sử dụng những cái sản phẩm axit thì mình thấy rằng cái sản phẩm này có nồng độ axit khá là cao, nên mọi người lưu ý về tần suất sử dụng cũng như là cách sử dụng sản phẩm này nhá. Mình sẽ chấm cho cái sản phẩm Peel da đến từ nhà The Ordinary này là 9.10, và chắc chắn là mình sẽ mua đi mua lại cái sản phẩm này rất là nhiều. Đây, mình đã sử dụng đến đây rồi mọi người này, gần hết rồi nha mọi người, cho nên là phải nói thật với mọi người là mình cực kỳ thích cái sản phẩm này luôn. Ok, vậy là mình đã review xong về cả hai sản phẩm Peel da, một sản phẩm đến từ nhà The Ordinary và một sản phẩm Red Peel đến từ Hàn Quốc. Chắc hẳn là sau video ngày hôm nay mọi người cũng đã biết thêm về cả hai cái sản phẩm Peel da cực kỳ đình đám hiện nay ở trên thị trường, và mình hy vọng rằng là mọi người sẽ chọn được ra loại sản phẩm phù hợp đối với làn da của mình nhá. Mình cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã xem video này. Nếu như mọi người thích video này, đừng quên để lại cho mình một lượt like và subscribe. Đừng quên nhấn vào nút chuông để nếu như mình có video mới thì mọi người là những người đầu tiên gặp mình nha. Đừng quên follow fanpage Võ Hà Linh của mình để cập nhật những kết quả giveaway, và bên cạnh đó tham gia vào group review chân thật và BTZip của mình để có thêm nhiều kinh nghiệm làm đẹp nha. Chắc chắn là mình sẽ trở lại trong rất nhiều những video tiếp theo. Hẹn gặp lại tất cả mọi người. Bye.